Ê Quốc và Hiền, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới thiệt là vui. Còn làm cái gì vậy? Cả nhà ơi, hôm nay á Hiền, hồi hôm qua Hiền có ra rồi. Và Hiền thấy là có mọc thêm mấy quả dâu tây trắng này nè cả nhà. Đó, nó bé bé. Nhưng mà hả, mình ăn, mình chụm mấy quả lại thì ăn nó ngon lắm cả nhà. Nó khác lạ lắm. Đây, ủa để Hiền hái cái trái này. Em Quốc em chào cho chồng à. Ồ nó bị chín quá hay gì á cả nhà. Đây nó hình, rồi nó bị đen rồi, chín quá nó đen mất tiêu rồi. Đây cả nhà ơi, trái nào mà chín quá đen đen thôi Hiền hái hết luôn. Trái nào chín quá đen đen thì Hiền sẽ bỏ xuống, còn trái nào mà ok á thì mình lấy ăn cả nhà. Mấy trái này nó lẹ lắm, mình phải tranh thủ hái. Mà ăn nó lạ lắm cả nhà ơi, Hiền cũng thích quả này, hồi đó giờ mới ăn thử. Cả nhà thấy không, cái quả gì mà kiến nó ăn á là nó hơi ngọt ngọt. Đây nè cả nhà nhìn nè, hồi ôi nó mọc ra một đống ở đây nè. Ủa đây này, nó ở dưới đây nè cả nhà, chỗ nó cứ bị cái lá phủ hoài à. Rồi em út em than vụ gì à? Nhóc trái hết trơn nè cả nhà ơi. What's wrong? Vụ gì vậy con? Em than cái gì thì cũng không biết nữa. Trời ơi, cái này phải đem cái cây ra để mà quay thì nó dễ hơn. Thì thấy nó ra nhóc trái hết trơn trong kìa. Giờ á, thì đang muốn đi vòng vòng thu hoạch một vài loại lá để tối nay ăn nè cả nhà. Thì tối nay tụi mình tính ăn cái gà chiên KFC. Cái này theo Hiền biết là cái bông cải Ý mà ngày xưa mình trồng á, cái bây giờ nó rớt hạt xuống và nó mọc lại tiếp nè cả nhà. Thì bây giờ Hiền sẽ thu hoạch mấy cái lá này ăn non. Tại vì mỗi lần ông xã Hiền mà ông cắt cỏ cái là ông cắt hết trơn à. Cho nên nó hả, thu hoạch bây giờ để không thôi uổng. Ăn cái này giống như là ăn xà lách non vậy cả nhà. Em Út ơi, ở trong đó dơ á con, đừng có phá nữa. Cỡ tuổi này phải la dữ lắm cả nhà ơi, phá lắm luôn á. Đây, ở bên đây thì hôm hổm là Hiền ăn mấy cái lá mè này rồi nè, mấy cái lá tí tô Hàn Quốc, mà hôm nay nó re quá chừng lại rồi nè cả nhà. Đây, mấy cái lá này ra mau dễ sợ luôn á. Em đang đứng bên kia em dọc nước. Cả nhà nhìn em kìa. Éo Wood lại đây đi con, cục cưng ơi, coi em chịu nổi. Đây, Hiền sẽ hái tiếp mấy cái lá mè này. Mấy cái lá này mà gói với gà chiên thì nghĩ chắc cũng cũng ok cả nhà. Ăn nó, gà chiên thường thường ăn nó meo ngán, nó dễ ngán tại dầu mỡ nhiều quá. Cái này mình ăn gì ngon nè. Hiền bây giờ bị ghì mấy cái lá mè này, hương vị nó khác khác, ăn thấy cũng thích đó cả nhà. Đúng là cái mùi y hệt như cái mùi xá xị vậy á. Tại vì cái chị, có một chị đã trồng trước rồi, và lúc đó Hiền hỏi là cái lá này ngon không chị, thì chị mới nói nó giống mùi giống như lá xá xị coca gì á. Cái lúc đó cái Hiền cũng thấy lạ, lúc đó Hiền cũng đã trồng rồi. Đây. Oh yeah, thích quá. Mỗi lần ra hái rau thì thấy vui lắm. Ơi con, trời ơi, mẹ hái rau con làm gì vậy? Cái đó không phải là hái rau đâu con. Xì già, con muốn hái rau giống mẹ đúng không? Đó, cái tay con dơ rồi. No 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 no, lại đây mẹ rửa tay nè. Come on, lại đây, lại đây mẹ dẫn đi rửa tay. Em phá cái tay em dơ luôn rồi kìa, cái tay đen thui luôn rồi. Bé ơi, làm bé, làm bé chưa phát. Ôi trời ơi, thôi sợ quá à, đi. À, qua đây cho mẹ. Ơi ơi, con xê ra ăn tí đi, để không thôi nó dằn nước vô con á. Xê ra ăn tí. Rồi, mẹ tắt nước luôn. Ai, rồi, kê tay vô rửa cho mẹ. Kê tay vô. Không được hả? Con kê tay vô không được hả? Thôi mẹ ẩm ha. Dạ. Mẹ ẩm thì rửa cho em đi. Mẹ ẩm ha. Mẹ. Dạ. Mẹ. Mẹ. Ôi. Rồi. Hả? Ừ. Dơ đó, cái đó không được. No. Ừ, ở trong đó có nước mẹ biết rồi. Ở bên đây Hiền thấy cái đống cà phổi,
cà móng tay, cà ngà voi gì nè cả nhà, nó re quá trình những cây này nè. Mình đang tính hái, trời ơi, nguyên chùm bên đây luôn nè. Hồi ít ra hái vài trái ăn cả nhà ơi. Éo bột, con lại đây với mẹ đi. Bột ơi, bột ơi, đây. Cây này cây gì vậy trời? Cây này cây gì mà giống cây ngò gai quá vậy cả nhà? Ngò gai hả? Trời đất ơi, cả nhà đùa với thì ngò gai nè cả nhà. Trời đất ơi, nó mọc ở dưới đất, nó ở đâu mà nó bay hẹt qua đây, nó mọc cây đây nè cả nhà. Ôi, đã vậy. Nhìn thấy dòi nó lên trên cái vườn. Ôi, nó ra lá, nó đã ghê luôn á. Nó chuẩn bị ra hột nữa nè. Đây là hột nè. Nhưng mà cái lúc mà hột nó mới ra thì nó mềm. Hiền sẽ chuẩn bị dời cây này đi nè cả nhà ơi. Bên đây Hiền chuẩn bị và thu hoạch vài cái trái này. Cà móng tay. Đó. Ơi. Con đừng có lấy cái thùng nó xuống phá nha, cái thùng nó phá không có được. Đây, không hỏng cái này là dây dưa leo. Bây giờ dây dưa leo chết rồi. Mình sẽ thu hoạch cái cà này. Cà này ăn béo ghê luôn á, thích lắm cả nhà. Niềm vui nho nhỏ của người làm vườn. Thôi, hôm nay mình sẽ hái bao nhiêu đầy trái đi. Để dành bữa khác ra hái tiếp cả nhà. Lúc nào mình ăn thì mình hái lúc đó. Đây mấy trái cà đợt này á, nhìn nó to mà nó tốt ghê luôn cả nhà. Cà này hiện thấy ngoài chợ hình như ít thấy bán hoặc là không thấy. Elwood ơi, đứng dậy đi con làm gì đó vợ. Elwood, đứng dậy đi con. Come on. Chỉ là vô phải thay đồ, tắm rửa lại rồi. Come on con, đứng dậy. Elwood ơi. Còn phá. Nhanh lên. Qua bên đây Hiền kiếm mấy cái trái dưa hấu tí hon. Cũng có nè cả nhà. Đây nè. Hái trái này. Rủ em mèo quýt để mà ăn cả nhà. Đây nữa, đây trái nữa nè. Có mấy trái kia mà nó còn béo quá. Ôi, có còn bỏ xích nó đun. Cái gì? Em mới vừa bị té xuống dưới cái võng xong em bài gà té. Cái gì? Cục cưng ơi. Để Hiền qua đây có còn trái nào không cả nhà ơi. Ở đây có trái này mà nó còn bé nè. Nó Hiền biết là nó còn lớn hơn nữa. Ở đây, ở trong đó. Mấy trái này còn bé quá cả nhà. Để vài bữa nó thu hoạch cả nhà ha. Cái dạng như cái bụng nó to to hơn mà nó đã chín hơn rồi đó. Cả nhà nhìn có thấy chỉ Hiền với. Đôi khi á Hiền quay gì Hiền không thấy hết. Xong rồi cái khi mà khán giả xem á, cái nhắc Hiền là còn kìa, cái lúc đó Hiền mới biết. Đây nè, ở đây là Hiền quay gần cho cả nhà xem nè. Đó. Mấy trái dâu này nó khá bé. Đó, bây giờ Hiền sẽ rủ em Wood ăn nè. Đây nè con ăn thử không? Nè, trời, em chạy mất dép rồi. Elwood, try it with mommy. Trời ơi, chạy mất tiêu luôn. Thử đi con. Nhờ ơi, bây giờ Hiền sẽ ăn thử. Ôi trời ơi, gớt mất một trái dưa hấu tí hon rồi. Nó chua chua, nó giòn lắm. Nói bị anh. Thôi giống dưa hấu. Thôi giống dưa leo nữa, Hiền ăn nguyên một nhóm mấy trái dâu chín này luôn. Nó có cái hương vị lạ lắm cả nhà. Ngọt ngọt. Ăn ok lắm. Anh Chris anh hỏi Elwood có muốn đeo thử cái khẩu trang không? Oh. Very good. Hả? Anh ơi. Anh ơi, I think he mean nice. It's, I can't read that. Mọi người nhìn em mang khẩu trang kiểu đời mới. Ba đi chơi kỳ con. Con ơi, ta mang khẩu trang nên ta bịt mũi lại, con chừa mũi ra, con đau chi nữa. Gì hả, thêm cái nữa hả nè, đeo luôn đi. Thêm đeo nữa, ok. Put this one on now.
I think what he says is that I can't breathe, push it down below my nose. Put him on. You want to put this one on? Yeah? Yeah. Okay. Here we go. Try this one. Maybe it feels different. Chào Huyền đó, cậu đeo thử cái này có khi khác đấy. Chóc nhó. Gotta protect you from the virus. Dr. Elwood reporting. No more. Thôi đó hả con? Rồi. Cả nhà nhìn thấy em Elwood em đeo khẩu trang. Giờ em còn ngó kìa. Bye bye cả nhà. Ở của em á dính sữa cả nhà thấy không? Em mới vừa uống sữa xong. Thôi cả nhà ơi, gia đình của Hèn xin kết thúc cái video hôm nay ở đây. Hẹn lại cả nhà phim sau ngày mai. Nếu như cả nhà yêu quý kênh của gia đình bé Wood, đừng quên cho tụi mình xin một like, share, đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chào, chào bạn.